Con xin luôn giữ điều học là quý tránh xa nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Panatipata viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư sát sanh. Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa sư trộm cắp. Apamacharya viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ thông dâm. Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Suramiraya macchapamadatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dễ dối riêu và các chất say. Vikalapochana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự ăn sái giờ. Nakchakita vadita visukadasana malaganta vile panatharana mandana vipusana thana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự múa hát thổi kèn đờn xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thoa vật thơm rồi phấn và đeo tràng hoa. Ukya sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang athanga samana gatang buddha pa nhân tang upo satang Iman cha ratting iman cha tiva sang samadeva apirakitun samadhiyami. Con xin thọ chỉ bát quan trai giới chọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch chọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vĩ lai. Imani ata sikha padani uposasi balasena iman caratan iman cediva sangsa tukang katawa apamadena sama rakitam bang chư thiện tinh nên thọ trì bác quan trai giới cho được trong sạch trọn ngày nay về đêm nay không nên dí vui. Ma phân tê dạ xin vâng. Sĩ lên su ga tân dân tí sĩ lên a phô ga sa ma đa sĩ lên nghiệp bu tân dân tí ta sa ma sĩ lăng vi su tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu sa thu lành thay. Và thay mặt đại chúng trong room, con xin được thành kính trên đại đức minh hạnh và từ bi hoan hỷ, thay mặt chư đại đức tăng truyền tam quy bát quan trai giới đến làm phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán chức tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin nổi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vắng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh đến nơi nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đầy hay là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sang Khaya. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quy tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sa phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới ở Bát Nhã, xin được nhường lại mic cho Sít MC Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Sa thú sa mơ nguyên vát tha na. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh đại ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng.
Dạ cảm ơn Thích Đăng Đâm ca Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cô tu nữ Tệ Duyên có chiếc máy, không biết hôm nay cô có cầm mic được không? Nếu được thì cô chuẩn bị nha. Chúc Nhật Bình kính mời cô để thỉnh Pháp Sư. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ kính chào anh chị Phan Văn Liêm. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng, Nhật Bình kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, cô tu nữ Tệ Duyên. Nhật Bình kính chào Vinh Quá Tha Ná, mình chào Sích Trần Đạo, kính chào Chanh Đá Rá, mình chào Sích Trần Đông, kính chào anh chị Phan Văn Liêm, kính chào Vinh. Mình chào Thi Lâm, kính chào Diễn Nguyễn, mình chào Châu Phan, kính chào IQ em đó, mình chào Nguyên Như, kính chào chị Sương Mai. Mến chào Trang Thư, mến chào Nghe Pháp, kính chào người phương Nam, kính chào Ubasika, kính chào Hoa Sen. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Bình kính chào đạo tràng, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quách Thanh Á đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Dạ cô nghe rõ. Nhật Quỳnh kính mời cô để thỉnh Pháp Sư và con. Con cũng kính. Tới cái điều thứ năm là phân quốc tới buộc. Dạ, tại vì con cũng trốn học nên con cũng hôm nay con cũng không có bài giảng của sư, con để nên con để bài của sư Giác Nguyên. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên nha. Nhật Quỳnh biết cô đưa tay không có được. Dạ, rồi mời cô. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ. Và giờ này là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng cùng tùy duyên lắng tâm thanh tịnh để cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ewang saham bhati brahma bhagavan tang ayachatha tum hi bhave na tang bhutho ka sun ye na thi va sa tân ha vô tha ya ba đề na ni ga da yang ta tu ga tu bành cha wa nha na yo nay ye a mang ba ye si tham ma tu ta to ba pu ti sam bu to a di sa nam si
Sư, và bây giờ con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ thuyết pháp cho chúng con bài học hôm nay. Dạ, quá có nhiều rùm cho nên là con không có rõ nữa. Dạ, cung kính thỉnh pháp sư tự giới thiệu dùm. Dạ, con xin xuất mít. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay ta lại với lớp học vi diệu pháp căn bản. Hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục theo một cái chi pháp cuối nữa là phẩm uất triền ở trong cái năm cái hạ phần kiết sử. Năm cái hạ phần kiết sử thì chúng tôi đã trình bày đến quý vị, chỉ còn có một cái chi cuối cùng. Năm hạ phần kiết sử hay là năm cái sợi dây trói buộc. Ở đây thì chúng ta đang học về 10 cái sợi dây trói buộc. Mà chúng ta
mà giữa cái tạng kinh do trình bày bằng cách là năm sợi dây trói buộc bậc thấp hay là năm hạ phần kiết sử, gồm có thân kiến trói buộc, hoài nghi trói buộc, giới cấm sai lạc trói buộc, tham dục trói buộc, và thứ năm nữa là phẫn ức trói buộc. Rồi năm sợi dây trói buộc bậc cao hay là năm thượng phần kiết sử là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì chúng tôi muốn trình bày như vậy để cho quý vị dễ nhớ, là chúng ta dễ nhớ. Còn nếu mà trình bày theo ở trong chánh tạng thì chúng ta sẽ bị nó hơi lẫn cọc. Vậy thì bây giờ để bắt đầu cho cái phần phẫn uất trói buộc, cái chi pháp thứ năm nằm ở trong năm sợi dây trói buộc bậc thấp, chúng tôi sẽ làm lễ tam bảo một cách tóm tắt, rồi sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadame sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassame suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namame lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha banamami sanghang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam chính nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống của chúng ta, ở trong cái đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta tham mà không được, có nghĩa là chúng ta thích cái gì đó không, thì lập tức lúc đó nó sẽ trở thành sự khó chịu. Mà cái sự khó chịu đó ở đây có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là chúng ta bị phẫn uất hay là chúng ta bị sân hận đó. Nó thành ra ở cái đời sống của mình, một là mình vướng vào tham, hai là mình vướng vào cái sự sân hận đó, nó cứ qua lại như vậy. Nó giống như là mặt trái và mặt phải, chỉ trừ khi nào mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập những cái pháp môn thiền định, hoặc là chúng ta tu tập những cái pháp môn thiền quán, thì chúng ta mới đè nén được thôi. Đối với phàm phu của chúng ta đó, thì chúng ta chỉ có đè nén được thôi. Đối với cái sân này đó, hoặc là cái sự mà phẫn uất trói buộc, japada sam vô chán á, thì cái phẫn uất này á, nó có nghĩa là cái gì? Nó có nghĩa là ở trong tâm của chúng ta đó, chúng ta sanh lên cái trạng thái bất mãn, sanh lên cái trạng thái khó chịu, sanh lên cái trạng thái không có hài lòng, không có hài lòng, gia ba đá, sân vô chán á, hoặc là sân chán á, thì coi như là hãy mà cái lúc nào mà mình thấy cái tâm của mình nó bất mãn, nó bất mãn với cái điều đó. Ngay cả quý vị biết rằng trong cái đám tang mà mình khóc cũng vậy, trong cái đám tang mà mình khóc thì mình không có hài lòng với đối tượng, mình mới khóc. Có nhiều hồi lúc trước đó, có những người ta nói thì đám tang ba của tôi thì tôi khóc, đám tang mẹ của tôi khóc, tại sao mà nói tôi là sân, tại sao mà nói tôi là sân. Nhưng mà thật sự ra đó là cái đó, cái trạng thái đó là mình không hài lòng cái cảnh đó, bây giờ không có chịu cái người đó mất đi, thành ra đó, nó nằm ở trong cái tâm sân, nó nằm ở trong cái sự phẫn uất đó. Vậy thì đối với cái phẫn uất này nó rất là nhiều cái trạng thái, nó từ thô tới tế, từ thô tới tế. Bây giờ chúng ta không có vừa lòng, nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta thôi.
thì cái trạng thái đó nó là vi tế. Còn nếu mà ví dụ như là ở trong một cái đám tang vào, nói chung là chúng ta biểu hiện bằng thân nữa đó, thì coi như là cái trạng thái đó nó thô hơn, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái phẫn uất, hoặc là nó vẫn nằm ở trong cái tâm sân. Quý vị thấy rằng đối với tín nữ Visakha là một cái vị thánh tu đạo quần từ hồi lúc mình còn 7 tuổi, nhưng mà đến khi mà đến lớn lên rồi đó, có con rồi có cháu luôn, có con rồi có cháu luôn quý vị. Nhưng mà khi mà cái người cháu của bà mất đó, bà vẫn khóc sướt mướt, rồi mới đi đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới hỏi Visakha đó, là tại sao mà khóc, mà tại sao mà khóc như vậy. Thì bà Visakha mới trả lời bạch Đức Thế Tôn, mà đứa cháu con vừa qua đời, cho nên con buồn, con khóc. Thì lúc đó Đức Phật mới nói, nếu mà hết cái người dân ở thành Sawatthi này đều là quyến thuộc của Visakha, Visakha có chịu không? Thì bà Visakha bảnh Đức Thế Tôn, con chịu liền. Vậy thì một ngày ở trong cái thành Sawatthi này có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu người chết, rồi mình chịu nổi cái sự cảm sầu như vậy hay không, cái sự khóc lóc như vậy không? Đó, thì lúc đó bà Visakha bà mới ngộ ra, bà mới biết được đối với các pháp hữu vi nó là vô thường. Nhưng mà ở đây chúng tôi nhắc lại cái câu chuyện đó thôi, nhắc lại cái câu chuyện đó thôi là cho chúng ta biết được là đối với chúng ta, khi mà chúng một cái chúng sanh mà phàm phu đó, mình khó ngăn được cái dòng lệ đó, khó ngăn được cái dòng nước mắt. Hay là nói một cách khác, đối với một cái vị thánh A Na Hàm, đối với một cái vị thánh Hàm thì mới không còn phẫn uất, có nghĩa là đoạn trừ được cái sự sân hận. Quý vị nên nhớ cái tại sao mà cái vị thánh A Na Hàm khi mà không có chứng thiền cũng sanh về cái cõi Phạm Thiên. Ví dụ như bây giờ quý vị tu tập ở trong cái đời sống này nè, ở trong cái cõi dục giới này, quý vị không có chứng thiền, không có chứng được cái một cái tầng thiền nào hết, nhưng mà quý vị đắc được A La Hàm thì sao vậy? Sau khi thân ngoại mạng chung, mình sanh về cái cõi cõi Phạm Thiên sơ thiền, mà sơ thiền dành cho những người mà thiền khô đó, có nghĩa là những cái người mà không có thiền. Là tại sao? Tại vì lúc đó do cái thánh đạo thánh quả A La Hàm đã đoạn trừ được cái tham rồi, và đoạn trừ được cái sân rồi, thành ra bây giờ chỉ có ở trong cái cảnh giới dục giới này các âm thanh hoặc là các mùi vân vân, rồi có được thì chúng ta dính mắt, còn không được thì chúng ta khó chịu, chúng ta phiền nhiễu. Đó là cái trạng thái của sân. Mà vị thánh A Na Hàm, thánh đạo thánh quả A Na Hàm đã đoạn tận được những cái tham mà nó thuộc về ở cái cõi dục giới này, và những cái sự sân hận. Thành ra bây giờ mình đã đoạn tận cái đó rồi thì làm sao mình có mặt được ở đây quý vị? Cũng như có những người, thí dụ một cái điều cho nó dễ hiểu thôi, cũng như thí dụ như một cái điều mà cái người mà không có thích ở trong một cái room ca nhạc, thì tại mình đâu có vô cái room ca nhạc được đó, thì mình không còn cái trạng thái của tham ở cõi dục này, ở cái cõi mà chúng ta đang sống nè, rồi mình không còn sân nữa thì làm sao mà mình có mặt ở đây được. Thành ra tự nhiên theo cái quy luật cái quy luật của thánh đạo thánh quả A Na Hàm, thành ra cái vị đó viên tịch là sanh lên cõi Phạm Thiên liền đó. Thì tôi muốn nói ra cái điều này để cho quý vị thấy rằng là đối với khi mà chúng ta đắc được một cái vị thánh tam quả, một cái vị thánh tam quả là một cái vị A Na Hàm á, thì chúng ta mới có khả năng chúng ta mới có khả năng là giúp được cái sự sân, giúp được cái sự khó chịu.
Thành ra còn ở trong cái cõi giới này chúng ta tu tập là chúng ta có nhiều lúc là chúng ta tưởng là chúng ta hết sân, nhưng mà thật sự ra không có. Không có. Quý vị biết rằng ở trong cái ngày mà tụng kinh, tụng kinh mà khi mà hòa thượng Nhất Chánh mất đó, quý vị biết rằng lúc đó bản thân của chúng tôi đâu có cầm được nước mắt, quý vị không có cầm được nước mắt. Mà chúng tôi nhìn những vị trưởng lão cũng vậy, những vị lớn các vị cũng xây mặt, xây mặt qua một cái vô một cái góc, một cái vách tường, một cái vách tủ gì đó, các vị cũng xây mặt vào đó. Các vị cũng như là sợ cái máy quay phim quay chúng mình, quay trúng mình cái đoạn đó. Thành ra đối với cái cảnh, đối với phàm phu mà nhìn cái cảnh mà chia ly, mình biết mình đã từng đọc, mà mình đã từng đọc trong cái sự sanh ra đó, nó đã có sẵn cái mầm chia ly ở trong đó rồi. Mình biết từ hồi trước giờ. Nó cũng như quý vị thấy rằng bây giờ không thể nào mà người ta mà sống lâu quá mà không chết. Quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc sống của mình dù cho ở bên Việt Nam, bên Đức, bên Bắc, bên Mỹ, vân vân, thì quý vị nghĩ đi, nếu mà không có cái sự chết á, thì con người á sao mà đủ chỗ để đứng, đủ chỗ để đứng. Đó, thành ra nó cái nên chúng ta gặp những cái điều này á, thì lúc đó chúng ta mà quán được các pháp hữu vi thật không bình thường, cái sự sanh diệt của nó là bình thường. Nếu mà mình quán được một cái điều đó thì nó sẽ ngăn chặn lại được cái dòng nước mắt của mình. Còn nếu mà chúng ta mà không có quán được, lúc đó chúng ta không có nhớ lại được thì coi như là tất cả cái nó sẽ ập vào ở trong cái tâm của chúng ta lúc đó. Rồi, vậy thì cái phẫn nộ trói buộc này chi pháp của nó là gì? Chi pháp của phẫn nộ trói buộc là hai tâm sở sân, và xin lỗi, tâm sở sân ở trong hai tâm sân. Nó chúng ta nhớ rằng là phẫn ức trói buộc có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự bất mãn, khó chịu, không hài lòng với đối tượng, không hài lòng với đối tượng. Chi pháp là tâm sở sân ở trong hai tâm sân đó. Thành ra đó, quý vị thấy rằng mình học cái điều này mai mốt mà mình coi lại, thí dụ ai đó hỏi mình cái bậc thánh tu đầu, một cái bậc thánh A-na-hàm đoạn trừ được cái tâm sở nào, thì chúng ta biết cái chi pháp đó rồi. Chúng ta chỉ thánh A-na-hàm đã đoạn trừ được hai tâm sân, đoạn trừ được hai tâm sân. Nếu mà cần thiết hỏi một thánh A-na-hàm trong cái tâm, trong 12 tâm bất thiện, đoạn trừ được tâm nào, thì chúng ta ngồi chúng ta lựa ra từ từ, chúng ta lựa ra từ từ, rồi bậc thánh A-na-hàm không còn sân, rồi mình vô trợ sân, trợ hữu trợ thì cũng vậy, bốc ra dục, bốc ra có nghĩa là mình biết thánh A-na-hàm đoạn trừ rồi. Rồi cái bậc thánh A-na-hàm trong 8 tâm tham, trong 8 tâm tham thì chắc chắn 4 tâm tham hợp với tà, hợp với tà kiến, 4 tâm tham hợp tà kiến, rồi bậc thánh A-na-hàm cũng đoạn trừ luôn. Thánh Tu Đà Quần đã đoạn trừ rồi, thánh Tu Đà Quần đã đoạn trừ rồi. Thành ra đó là chúng ta cũng lấy những cái tâm tham nó ra, tâm tham mà hợp với tà kiến, đó, những cái tâm tham nào mà hợp với tà kiến, bậc thánh A-na-hàm không còn.
Rồi bây giờ đến còn vậy thì còn lại bốn cái tâm tham mà ly tà, bốn tâm tham ly tà. Vậy thì còn hai tâm si, hai tâm si thì bậc thánh A La Hàm còn quý vị, còn. Tại vì hai tâm si á, và bậc thánh A La Hàm còn mấy tâm si quý vị nhớ không? Trong hai tâm si bậc thánh A La Hàm còn mấy tâm si? Còn mấy? Còn mấy? Thành ra đó khi mà chúng ta học và xa thú còn một, thành ra chúng ta khi mà chúng ta học cái chi pháp đỡ lắm quý vị. Chúng ta tìm ra từ từ, chúng ta tìm ra từ từ, chúng ta tìm ra bằng cái sự học và chúng ta hiểu, học và chúng ta hiểu. Thì cái bậc thánh A La Hàm còn si phóng dật, còn cái si phóng dật, nhưng mà đối với si hoài nghi không còn nữa rồi. Đối với si hoài nghi không còn, si hoài nghi là bậc tu đầu quên, nó đoạn đoạn tận rồi. Thành ra khi mà chúng ta học về cái môn vi diệu pháp này mà chúng ta thuộc về những cái chi pháp về bản niêu á, thì nó đỡ cực lắm. Nó đỡ cực lắm, mình chỉ lên thẳng ngay đó, mình chỉ lên thẳng ngay đó, hoặc là mình viết ra thẳng ngay cái chỗ đó, nó không có đi vòng vòng, mà nó không có đi vòng vòng, nó không có bị. Thật sự ra mình chỉ có những cái nào mà nó thuộc về những cái mắc mé đó, nó thuộc về những cái mắc mé đó, thì chúng ta không biết thôi. Có nghĩa là những cái điều mà nó vi tế đó, những cái điều mà nó vi tế đó, quý vị, thì chúng ta không biết, chúng ta chịu thôi. Chứ nếu mà nói về căn bản là chúng ta biết được hết, chúng ta căn bản chúng ta biết được hết. Đối với phàm phu, đối với người phàm thì chúng ta biết rằng có bao nhiêu tâm hết, bao nhiêu tâm. Rồi đến chừng mà đối với bậc thánh, chúng ta lược lại từ từ, những cái tâm tham nó hợp với tà kiến là chúng ta lược ra từ 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 hết đó. Thành ra chúng ta biết được cái vị đó còn bao nhiêu tâm, đó là do cái sự học của chúng ta mà chúng ta biết được, chứ chúng ta có căn cứ để mà chúng ta nói. Thì nếu mà chúng ta không có giỏi thì thôi, nhưng mà nó không có lọt vô tà kiến, nó không có lọt vô tà kiến. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng cái vị đó còn cái sự mà tật đố này hay kia nọ đó, mình thì mình dám chắc là không còn, mình dám chắc không còn, là tại vì mình căn cứ là đối với sơ đạo sơ quả đã đoạn trừ những cái kiết sử đó, và ở trong rải rác những cái bài kinh khác thì chúng ta thấy rằng đối với bậc thánh Tu Đà Quờn, bậc thánh đầu tiên, nhưng mà ngài không có cái sự mà keo kiết bỏn xẻn vân vân, ngài không có những cái điều đó. Đó thành ra đó là chúng ta khi mà chúng ta học về chi pháp, hoặc là chúng ta học về cái môn này á, hồi xưa các ngài dạy chúng tôi á, các ngài nói là giống như là cái chất mà miễn nhiễm vậy đó. Khi mà mình học về cái môn này đó, mình được chích vô một cái chất gọi là cái chất miễn nhiễm. Miễn nhiễm là miễn nhiễm với tà kiến nha quý vị, chứ không phải là miễn nhiễm với corona đâu, không phải là miễn nhiễm với những cái loại mà ký sinh trùng, mà nó miễn nhiễm với những cái tà kiến. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta bước qua năm cái sợi dây trói buộc bậc cao, ái sắc trói buộc, Rupa Raga Sanyojana. Sanyojana, ái sắc trói buộc ở đây á, có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là cái tâm đắm nhiễm ở trong các cái cảnh thiền, các cái cảnh thiền sắc giới, hay là các cái cõi thiền sắc giới. Đó có nghĩa là mình khi mà mình chứng được các cái tầng thiền, mình có cái sự thích thú ở trong đó, hoặc là mình mà đắc được thiền thì mình có cái sự thích thú đi lên cái cõi thiền đó. Thì có những người ta nói là tại sao mà mình dính mắc ở trong đó, tại sao mình dính mắc ở trong đó, tại vì những cái cảnh giới đó nó an lạc quá,
nó an lạc quá, sao mình không dính mắc quý vị? Bây giờ mình đừng có nói ở cái trong cái cảnh thiền đó, hoặc là cái cõi thiền đó. Bây giờ mà cho quý vị mà có đầy đủ thức ăn, đầy đủ chỗ ở, cho quý vị lên Đà Lạt ở, mình ở không? Ở liền, ở liền quý vị. Tại vì ở trong, ở trên cái xứ đó nó mát, nó thời tiết mát, nó thuận hòa. Thành ra nó, mà nếu mà ai mà cho mình lên trên đó mình ở là mình lên liền quý vị. Thí dụ như giờ quý vị mà có một cái trường thiền ở trên đó, có một cái trường thiền ở trên đó, rồi người ta tu tập một cách rất là yên ổn, rất là thanh tịnh, rồi ở trên đó có đầy đủ phòng ốc để chúng ta ở, rồi có đầy đủ thức ăn và nước uống mà để cho chúng ta sinh hoạt. Vậy thì chúng ta thích hành thiện chảnh không? Thích chứ sao không thích quý vị? Nó yên ổn mà thờ tiết. Khi mà mình hành thiền, thật sự ra quý vị biết không, cái trú xứ nó quan trọng, cái thờ tiết nó quan trọng, rồi cái bạn hiền của mình nó quan trọng. Những cái việc mà xung quanh về trú xứ, thờ tiết, rồi bạn đồng phạm hành, những cái điều đó là những cái điều rất là cần thiết. Khi mà mình có được cái chỗ thì thật sự ra đó, mình rất là hoan hỷ ở trong cái chuyện tu của mình. Nhắc tới cái điều này, có nhiều người người ta nói mình tu mà mình đòi hỏi. Không phải là đã có quá. Chúng ta có tâm đại thiện. Tâm đại thiện sanh lên. Chúng ta biết. Chúng ta biết chỗ nào nó thích hợp với mình. Chúng ta biết chỗ nào nó thích hợp với mình. Bây giờ đó, nếu mà quý vị mà ở bên Mỹ hoặc bên Úc mà cái thời tiết nó dễ chịu, quý vị tu tập quý vị quan hỷ không? Quan hỷ lắm quý vị. Chứ giờ cho quý vị qua cái xứ mà sa mạc thôi, quý vị có thấy có ai mà qua bên sa mạc không? Sa mạc để hành thiền không? Đó, cái chúng xứ nó không thích hợp, cái thời tiết nó không thích hợp, sao mà mình tu tập được? Đó, thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này để cho chúng ta biết rằng là đối với ở cõi dục giới nè, nó có một chút xíu an lạc thôi mà chúng ta rất là thích thú, mà chúng ta rất là dính mắc, thì huống hồ chi những cái vị mà đắc các cái tầng thiền, đắc được cõi thiền. Quý vị thấy ngày xưa mà ở trong quá khứ đi, tiền thân của ngài La Hầu La, Ra Hú Lá, tiền thân của ngài lúc đó ngài là một cái vị cư sĩ thôi. Ngài là một cái cư sĩ thôi. Ngài hằng ngày cái vị này cúng dường cho hai vị đạo sĩ. Hai vị đạo sĩ đó là coi như là đắc được thiền, có thần thông. Thành ra đó, cứ mỗi lần mà đi khất thực, đầy đủ thức ăn rồi, ăn no xong rồi, bắt đầu là nhập thiền. Mà nhập thiền, một vị á, thì xuống cơ ngơ của Long Vương để ở, để nghỉ trưa ở dưới đó. Một vị á, thì lên cơ ngơ của vua trời Đế Thích để mà nghỉ ngơ ở trên đó. Đó quý vị thấy rằng, còn ngoài ra những cái giờ mà đi bán đồ này kia hoặc là thọ thực đó, thì ngoài ra những cái giờ đó là hai vị này, một vị á, thì xuống cõi Long Vương ở, một vị á, xuống cõi trời ở. Đó, thành ra cứ xây vần như vậy á, hoài, như vậy hoài. Đó, chỉ có lúc mà Đức Phật xuất hiện ở trên cõi thế gian này, ở trên thế gian này, thì ngài mới chỉ ra được cái sự mà giải thoát, hoặc là ngài Sariputta, ngài mới chỉ ra được cái sự giải thoát đó. Nếu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta mà đạt được cái trạng thái đó, chắc có lẽ là chúng ta cũng vậy thôi. Sau khi mà độ ngộ xong, ăn uống xong rồi, coi như là mình cũng coi như nhập thiền, hoặc là cái tầng thiền đó, những cái đó để mà ở thôi, hoặc là những cái cõi trời đó để mà ở thôi. Đó, thành ra đó, cái chuyện dính mắc là cái chuyện bình thường. Quý vị thấy không, ngài Anuruddha là đệ nhất về thiên nhãn, ngài Anuruddha ngài mới nói với tôn giả Sariputta, bạch sư huynh,
Sư đệ có thể là nhìn thấy là 10.000 thế giới này, là nhìn hoặc là nhìn những cái cõi trời này, là nhìn những cái cõi trời này nè, là coi như là nhìn giống như là nhìn cái vật mà đang để ở trong cái bàn tay của mình, là đang để trong bàn tay của mình. Thì lúc đó ngày sau đi Bồ Tát, ngài mới nói đây là cái sự kiêu mạn, đây là cái sự ngã mạn của hiền giả, do cái sự mà đắm đuối mà dính mắc ở trong cái điều đó, thành ra không tiến tới được bậc cao hơn nữa, là không tiến tới được bậc cao hơn nữa. Có nghĩa là mà chưa có chứng đắc được một cái tầng thánh nào. Thì ngài Núi Bút Thá ngài mới hiểu được, biết được cái chỗ đó. Ngài lập tức ngài phát triển tuệ quán, là tu tập chứng đắc đạo quả liền, là từ tu đầu quần cho đến A La Hán liền. Đó thì chúng tôi nói về những cái điều này là tại sao mà có cái chuyện mà ái sắc trói buộc, ru bá ra cát sân vô chá ná, tại sao có những cái điều này. Tại vì là phàm phu chúng ta là dính mắt, là dính mắt đối với một cái đời sống bình thường thôi. Thật sự ra quý vị biết là ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy, khi mà mình hành thiền á, nếu mà chỗ nào trống á, thì mình thích gió, gió ngoài trời quý vị. Gió ngoài trời nó mát, là nó ngồi thấy mình ngồi thiền á, mình cảm thấy nó an lạc là cho cái thân của mình. Mà hễ mà có mũi lên mình khó chịu. Rồi khi mà trời nóng quá thì nếu mà mình hành thiền trong máy lạnh thì mình cảm thấy nó dễ chịu thôi. À, có nhiều người ta nói là tại sao mà mình tu tập mà mình có cái sự đòi hỏi, không có quý vị. Nếu mà cái hoàn cảnh bắt buộc như trước đây, cách đây 10 năm. Cách đây 10 năm quý vị biết đó, đối với cái mùa hè chúng tôi thường thường là tìm vào ở trong những cái chỗ nào có máy lạnh, hoặc là có cái chỗ nào nó có cái luồng gió nó mát. Ví dụ như ở trên chánh điện có cái vách ấy. À, có cái vách ở hai bên, nó là một cái vách đá lớn, là một cái vách tường lớn. Thành ra mình ngồi ở hai cái vách đó thì nó mát, mà nó mát là do cái nắng nó chưa, cái nóng nó chưa phủ tới. À, đến chiều 3-4 giờ chiều là cái nóng nó mới phát ra quý vị. Thì mình phải tìm chỗ nào mát mà mình ở thôi. À, thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này, ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó, thì khi mà mình có được cái phương tiện, có được cái máy lạnh thì mình ở, mình hành thiền một cách bình thường thôi. Chứ mình đâu phải cần mình đi ra cái chỗ nóng mà giữa sân vân vân, nó làm cho mình nóng nảy, nóng nực, mình khó chịu. Thì tâm của mình nó không có theo được đề mục. Bây giờ mồ hôi nó đổ rỉ rả và cái sức nóng nó khó chịu. Còn trường hợp bắt buộc thì sao? Bắt buộc thì mình phải chịu thôi, mà bắt buộc thì mình phải chịu thôi. Có nghĩa là biết rằng có những vị hành giả ở bên Miến Điện đó, thời tiết nó khắc nghiệt quá, nhưng mà người ta vẫn tu, mà tại vì cái hoàn cảnh ở bên đó là như vậy, mà mình phải chịu thôi. À, thời tiết nó chi phối, nó không đủ tiện nghi thì cái đó mình phải chịu. Còn nếu mà bây giờ cho mình chọn lựa thì mình cảm thấy cái chỗ nào mà mình ngồi mình hành thiền được, thì chỗ nào mình ngồi được thì mình chọn cái chỗ đó, chứ nó không có cái gì mà gọi là mình tham hay là mình đòi hỏi gì hết. Trước kia đó mình có đòi hỏi cũng đâu có được, tại vì nó không có đủ cái điều kiện đó. Thì chúng tôi nói về cái vấn đề này để cho quý vị biết rằng cái tâm của mình ở trong đâu nó cũng đắm nhiễm hết, ở trong đâu nó cũng đắm nhiễm hết. Đó, chỉ có cái trí tuệ của thiền quán mà chúng ta quán, mà chúng ta thấy được những cái pháp hữu vi nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, thì chúng ta mới loại bỏ dần dần, mà chúng ta sẽ bào mòn nó dần dần. Đó, còn ngoài ra không có cái phương pháp này. Chúng ta nhớ là ở trong cái phần mà cái nhân sanh ra cái tập đế là tham, mà ở trong đó đầu tiên là nói về cái tham, hãy mà chúng ta dính vào chỗ nào là nó thỏa thích ở trong chỗ đó,
À, cái tham này nó rất là ghê. Hãy quý vị thấy rằng mình sanh ở trong cái gia tộc nào là mình thấy thỏa thích ở trong cái gia tộc đó. Bây giờ mình sanh trong cái gia tộc mà da đen, mình cũng thỏa thích ở trong cái gia tộc da đen. À, rồi mình sanh ở trong một cái người là cái người Việt đi, thì mình cũng thỏa thích ở trong cái nhóm người Việt. À, hãy mà nếu mà cái người mà da trắng, người ta sanh ở trong cái bộ tộc da trắng thì người ta cũng thỏa thích ở trong đó. À, Đức Phật đã nói rồi, hãy mà mình bám được chỗ nào, mình sanh vô được chỗ nào thì mình thỏa thích ở trong chỗ đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với những con dòi của mày, à, nó sanh ở trong phân, ở trong cái nước dơ đó thì nó thỏa thích ở trong cái nước dơ đó. Quý vị mà có vớt nó ra rồi á, thì lát quý vị thấy nó lây quay thì nó cũng mò vô trở lại ở trong đó. Con bọ hung cũng vậy. À, hãy mà nó thỏa thích ở trong cái đống đất nó rồi, à, thì bây giờ mà mình có kéo nó ra một lát nó cũng chui lại ở trong đó. Đó, thành ra mới nói rằng là hãy mà mình tham chỗ nào, mình dính mắc chỗ nào thì mình sẽ thỏa thích ở trong cái chỗ đó. Chỉ khi nào mà mình gặp được bậc thánh nhân, ngài bậc thánh nhân, các ngài chỉ ra cái chỗ đó là cái chỗ hành sai của mình, cái chỗ đó là cái chỗ chấp sai, chấp lầm, thành ra mình mới đủ duyên lành, mình gặp được, rồi mình nghe được, mình hiểu được, rồi mình mới từ bỏ. Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái ái sắc này, ái sắc trói buộc, ru bát ra gác, săn vô trái đá, là đó là cái sự đấm nhiễm. À, nó đấm nhiễm rất là chặt, à, rất là mạnh. Chỉ những cái vị nào đủ ba la mật mà nhập bậc thánh nhân thì mới có khả năng tháo gỡ được. Còn đối với khi mà chúng ta không đủ ba la mật, mà chúng ta không có gặp được bậc thánh, chúng ta không có cái khả năng để mà mình tháo ra. Rồi, vậy thì ru bát ra cát săn vô chán á, có nghĩa là đấm nhiễm ở trong các cảnh thiền sắc giới, hay là trong các cõi thiền sắc giới. Đó, chi pháp là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Chúng ta nhớ nha quý vị, chi pháp cũng là tâm sở tham, nhưng mà nó sanh ở trong bốn tâm tham ly tà. Ly của tài kiến á, cái này mà ai mà hỏi mà mình ghi mà tâm sở tham mà sanh ở trong bốn tâm tham hoặc tà là chết luôn. Là chết, sanh trong bốn tâm tham ly tà. Đó. Đó, chúng ta mà không biết bây giờ quý vị học tới đây, quý vị còn biết cái hành động nào mà do tâm tham hợp tà kiến nó chi phối mình không? Hành động nào mà do tâm tham mà nó ly tà, nó chi phối mình không? Dạ, cái trường hợp nào mà gọi mà tâm tham mà hợp với tà kiến mà nó chi phối mình? Có những người ta cho rằng là mình thích cái đó, mình lấy cái đó nó không có tội. Đó, nó không có tội. Đó, thí dụ như quý vị thấy rằng có những người đó, là có những người đó cứ vô chùa, là vô chùa cứ bẻ cây, là lấy cái này lấy cái kia, là gọi là không cái lộc, là cái lộc của chùa. Đó, không có mang tội, là làm cái điều đó không mang tội. À, hoặc là có những người ta nói rằng các cái con vật này á, các cái con vật này á, là coi như là nó dành để cho nó nuôi sống con người, vật dưỡng nhân, vật dưỡng nhân rồi đó quý vị. Thì mình ở trong đó mình tâm tham nó hợp với tà kiến. Còn bây giờ quý vị còn tham, mình tham ăn tham ngủ, hoặc là mình thích chiếc xe đó, mình thích cái đồ đẹp đó, mình làm ra tiền, ráng làm ra tiền, có tài sản một cách hợp pháp rồi, xong rồi mình mua cái đó về, thì cái tâm tham đó nó ly tà kiến, nó không có liên hệ với tà kiến. Đó, thành ra chúng tôi sẵn ở đây chúng tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, chứ không phải lâu quá, là lâu quá chúng ta
không có những cái thí dụ đó chúng ta quên. Rồi đến Aruba Raga Sanyojana, hồi nãy là Ruba Raga là sắc, Ruba là sắc, Aruba là vô sắc, là vô sắc, ái vô sắc chối buộc, ái vô sắc chối buộc. Thì cái này nó là bậc cao hơn, là bậc cao hơn quý vị, là có nghĩa là tâm đắm nhiễm là trong các cái cảnh thiền là vô sắc, hay là các cái cõi thiền vô sắc đó, các cái phạm thiên mà vô sắc đó, các cái phạm thiên vô sắc đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp của các cái vị mà đạo sĩ, mà khi mà Đức Phật của chúng ta còn là Bồ Tát, còn là đạo sĩ, cũng gặp những cái vị thầy này, cũng gặp những cái vị thầy này chứng các cái cõi thiền vô sắc, không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, chứng được những cái tầng thiền này luôn, nhưng mà không có từ bỏ được, không có từ bỏ được, là do cái duyên lành chưa đủ, cái phước ba la mật chưa đủ, thành ra vẫn dính mắc ở trong những cõi thiền này. Mà như chúng tôi đã phân tích cho quý vị rồi, đối với một cái gì mà nó có một chút an lạc ở trong cái cõi đời này thôi, chúng ta cũng đã dính mắc rồi, thì huống hồ chi đối với cõi thiền sắc giới, hoặc là cái cõi thiền gì cũng vậy, cái cõi thiền sắc giới, cõi thiền vô sắc gì cũng vậy, hãy mà chúng ta mà chứng được thôi, là chứng được cái tầng thiền đó, là chúng ta sẽ dính mắc, chúng ta sẽ dính mắc ở trong cái cảnh thiền nó liền đó. Thành ra cái ái vô sắc này đó, ái vô sắc chối buộc, Aruba Raga Sanyojana có nghĩa là tâm đắm nhiễm trong các cảnh thiền vô sắc, hay là trong các cõi vô sắc. Chi pháp cũng là tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà, tâm sở tham trong bốn tâm tham ly tà. Do vậy mà quý vị biết rằng ở trong tạng diệu pháp mới gom chung lại, mới gom chung lại giữa cái ái sắc và ái vô sắc thành cái hữu ái đó. Ở trong cái tạng Vi Diệu Pháp mới gom hai cái này lại. Ở trong tạng kinh là nói ra chi tiết ái vô sắc và ái sắc, ái vô sắc, rồi ngã mạn, rồi phóng vật, rồi vô minh đó. Ở trong tạng kinh thì nói vậy. Hiện tạng Vi Diệu Pháp gom ái sắc, ái vô sắc, gom chung lại là hữu ái trói buộc. Trong tạng Vi Diệu Pháp gồm hai cái này lại thành là hữu ái trói buộc. Rồi bây giờ kế tiếp thì chúng ta học qua cái phần ngã mạn trói buộc. Ngã mạn trói buộc này á, mana sanyojana, ngã như thế nào mà được gọi là ngã mạn quý vị? Như thế nào mà được gọi là ngã mạn? Cái gì mà có so sánh ở trong đó, tự hào hay là tự ti, nó cũng nằm trong ngã mạn. Tự hào hay là tự ti gì, tự ti mặc ấm đó, nó cũng nằm trong ngã mạn quý vị. Tự hào nó cũng là nằm ở trong ngã mạn, mà tự ti nó cũng nằm trong ngã mạn. Là tại sao, là tại sao như vậy? Bây giờ mình tự hào, mà mình tự hào là nó cũng nằm trong cái pháp so sánh rồi. Mình tự hào là như thế nào? Mình nói họ cũng giữ năm giới, tôi cũng giữ năm giới, tỳ khu thì 227 giới, thì ai cũng giới bằng nhau hết, không có ha. Nhưng mà tôi được thọ giới từ cái vị hòa thượng ở bên cái xứ đó đó, ở bên đó, cái vị tăng thống ở bên đó đó, tôi được thọ giới với cái ngài tăng thống ở bên Việt Nam đó nha. Đó thì cái đó là mình so sánh như là
Bây giờ mình thọ giới với cái vị ở bên cái xứ nào đó, hòa thượng ở xứ nào đó, cái vị hòa thượng ở tại ở trong nước mình đó, thì ai cũng vậy quý vị, ai cũng vâng giữ cái điều học là tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm, mới uống rượu, ai cũng nằm trong năm giới đó hết. Quý vị thọ với cái vị hòa thượng nào cũng vậy đó. Nhưng mà ăn thua về mình có giữ được không? À, mình có giữ gìn trong sạch được không? Đó thì cái điều đó, đó à, cái điều đó là một cái điều chính yếu. Còn bây giờ mình thọ ở trong cái vị nào cũng vậy, miễn sao mà mình hiểu được, mà mình hiểu được cái người có giới nó sẽ như thế nào, tiếng lành được đồng. Xa không rơi vào khổ cảnh, thành ra mình biết được những cái lợi ích đó, à, mình cố gắng mình tu tập. À, còn cái chuyện á, là tự nhiên là mình phe, à, mình phe là mình thọ giới với cái vị ở bên cái xứ đó, nổi tiếng lắm. À, tôi thọ giới ở bên cái xứ, bên cái vị này cũng ở trong đây cũng nổi tiếng lắm. Thành ra đó là chúng ta bằng mà chúng ta so sánh mình với hơn, bằng so sánh với bằng so sánh nó thua đó. Còn tự ti, à, tự ti làm sao mà nó cũng nằm trong ngã mạn quý vị. À, tự ti sao cũng nằm trong ngã mạn. Mình cũng là học viên, mình cũng học bình thường, mình cũng học bình thường, nhưng mà tự nhiên mình nói thôi tôi nghèo cũng đã thôi, tôi lo tôi học, tôi không có tham gia đâu quý vị. Thật ra nó còn cái đó nó nằm trong cái tự ti. Mình có nghèo, mình có thiệt, nhưng mà cái chuyện học nó không liên quan gì đến cái người mà có tài sản nhiều hoặc là tài sản ít hết. Đó, chúng tôi thật sự ra đó, quý vị biết, do mình học những cái chi pháp này, thành ra mình nắm, mình biết, là mình nắm, mình biết. Chúng tôi kể cho quý vị nghe chuyện này, nó có thật, nó xảy ra thật nha quý vị. À, nó có thật, nó xảy ra thật. Có một cái cô tu nữ đó, rồi một cái vị sư đó nữa. Đó, thì những người này á, vào cái buổi sáng người ta ăn thì nó trễ quý vị, mà người ta ăn thì lại nhiều nữa, mà người ta ăn thì nó lại nhiều. Rồi khi mà trưa đó lên ăn cơm chung với hội chúng á, cái họ ăn có ví dụ như là hai chén cơm đi với một chén rau đi, cái họ ăn xong cái mọi người ta còn ăn, cái họ nói thôi tôi không ăn nữa, tôi tri túc, mà như lời của Đức Phật dạy là ăn khi mà gần no rồi còn khoảng 4-5 giấc cơm thì ngưng lại không ăn nữa, mà tôi uống nước, mà hành theo lời Phật dạy. Thì quý vị biết mình nói như vậy đó, những người mà người ta, những người kia đó, người ta ăn chưa có đủ cái sức no của người ta, rồi người ta nghe riết người ta sao ta ăn. Khi mà biết ra đó, thậm chí tôi nói thật sự với vị nha, khi mà biết ra được đó, cái người đó sáng họ vừa ăn cơm mà vừa ăn phở luôn đó, ăn no vậy rồi giờ hỏi quý vị sao mà ăn nữa, mà khổ nổi thì mình no rồi thôi, mình không ăn, kệ mình đi. Mà mình đang ngồi ăn chung bàn với người ta mà mình làm như là mình cao thượng, thôi tôi tri túc, ăn như đây đủ rồi. Quý vị biết không, thật sự ra cái những người mà người ta nấu bếp thì người ta đi chợ, quý vị, người ta nấu bếp, người ta có đi chợ, người ta nói với chúng tôi á, trời ơi 8 giờ sáng mà những người đó còn ngồi ngoài đó ăn vậy đó, 8-9 giờ còn ăn người tụi hết đó. Thì có những người người ta nhìn, người ta biết hết quý vị. À, mà thật sự ra nha quý vị, thật sự ra quý vị biết không, cái điều này hồi lúc mà chúng tôi mới tu thì khu đó, chúng tôi cũng bị nữa. Cái tánh của chúng tôi đó thì nó thích hoạt động, nó thích làm. À, khi mà chúng tôi hồi lúc trước mà chúng tôi mới tu tập á,
thì mình đâu có học pháp được nhiều, rồi mình cũng đâu có thuyết giảng, mình cái công việc của mình nó về thuyết giảng và đi tụng niệm á, nó không có nhiều. Thành ra cái chuyện mà thí dụ như sáng mà dậy mà hôm nào mà mình trực ở bên nhà vệ sinh thì mình quét dọn nhà vệ sinh, còn hôm nào mình trực ở bên cái phần mà quét sân thì mình quét sân, hôm nào mình trực ở bên cái phần mà quét chánh điện thì mình quét chánh điện, hoặc là tưới cây thì mình tưới cây. Thành ra rồi nhiều khi ấy, chùa mà có xây dựng chúng tôi cũng ra, chúng tôi cũng phụ phụ lấy gạch, phụ lấy hồ, phụ này phụ kia. Thành ra quý vị biết nguyên một cái buổi sáng vậy đó là mình đói, đến trưa lên mình ăn cơm mình đói, mà mình đói mà cái vị nó cứ nói như nào, cái vị đó cứ cứ lên ăn cơm cứ giảng, cái người nào mà ăn nhiều quá đó rồi nó no vô cái bao tử đó, cái bao tử nó căng nó cứng ra, rồi nó không có co bóp, nó không co bóp, nó không có làm việc được. Ở trong cái thuốc bắc là người ta nói cái tỳ vị, cái tỳ tỳ vị gì đó, tỳ vị gì của mình á, nó không co bóp được thì lâu ngày nó sanh lên tiểu đường. Mà quý vị biết mình bực mình mệt, mình làm nhiều thì lên nó đói bụng, quý vị nó đói bụng, trời ơi nó đói, thật ra mình phải ăn. Mà cứ ngồi giảng cái đó hoài à, ngày nào cũng nói, cứ nói mấy người mà ăn nhiều vô á, cái bao tử á, nó căng cứng ngang gì, cái nó không có co bóp được, cái nó dồn nó tụ đó, cái lâu ngày nó sanh ra cái chứng đường. Thành ra mình ăn á, thì mình ăn ít ít lại, nó vừa đủ để cho cái bao tử mình nó co bóp vậy á, thì cái tỳ vị của mình như vậy á, thì nó mới không có sanh ra tiểu đường. Mà cứ ngày nào lên bàn ăn cũng nói vậy, mà hỏi ra mấy người đó người ta khiêng gạch với xi măng khiêng không nói, khiêng không nói thì cứ nhờ mình khiêng giùm, mà ăn cơm cứ nói vậy. Thật ra đó là mình thấy rằng á, cái điều đó mình phải suy xét, chứ không thôi á, mình tưởng là mình chi túc cũng có đâu. Hoặc là quý vị biết không, có những vị do cái phước báo, do cái đời sống tu tập có phước báo, thành ra người ta có những cái chất, có những cái chất bổ. Ví dụ như chúng tôi biết, chúng tôi biết rằng có những cái nơi, có những cái vị sư người ta có cái phước chiều Phật tử, người ta đem các loại trái cây, nho nhãn nè, nhãn mà người ta lột ra nha, nho nè, nhãn nè, rồi bom nè, rồi nói chung là rất là nhiều cái trái cây, người ta gom lại, người ta bỏ vô cái máy ép, người ta ép ra nước, rồi người ta lấy vải người ta lọc lại, người ta lọc lại, rồi người ta lấy cái nước cái cây đó, người ta đem cúng dường cho cái vị sư uống. Thì quý vị thấy rằng nếu mà mình mà uống vậy đó thì người mình nó khỏe, nó đâu có cần chất, quý vị, nó khỏe nó đâu có cần chất. Thành ra có nhiều khi sáng mình dậy á, người ta cũng 6 giờ ăn sáng, mình cũng 6 giờ ăn sáng, mà cái người kia người ta không có những cái chất đó, sáng người ta đói, người ta đói rung. Còn mình do cái cơ thể mình đã khỏe mà mình có được cái phước báo, thành ra người ta dắt những cái nước đó để cho mình uống, thành ra sáng đói dễ hơn người ta. Thành ra đó, mình từ từ mình ăn giống như là một cái người có chánh niệm. Còn cái người kia do người ta đói quá, người ta đói quá, thành ra người ta trong khi ăn người ta không có chánh niệm, trong cái lúc ăn người ta không có chánh niệm, thì mình phải xét lại mình có cái phước đó, mình có cái phước đó do cái cơ thể mình là nó tục sanh bằng những cái thiện nghiệp đi, thành ra cái cơ thể mình nó đã khỏe rồi, rồi do cái phước đó mà trong hiện tại này mình được những cái nước uống của trái cây nó bồi bổ vô. Còn cái vị kia do một cái nghiệp gì đó, thành ra người ta cũng tu lâu năm mình nhưng mà không có ai hộ trì hộ độ hết, thành ra cái vị đó 6 giờ sáng cũng giống như mình, mà cái vị đó đói bụng trước mình thì mình phải thương cái vị đó chứ. Tại sao mà mình tôi giờ sáng tôi ăn đậu, ăn vài muỗng đậu, như chúng tôi uống một miếng ngũ cốc, một miếng sữa gì đó, rồi như vậy là xong bữa sáng rồi, đủ sức để tu đó. Thì mình nói như vậy rồi sao mấy người kia người ta chịu nói, vậy
Nếu mà người ta trả lời được, người ta sẽ trả lời mình liền. Tại ông đầy đủ vậy vậy đó. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng đối với mình tu tập, do mình học cái ngã mạn này nè, mình thấy cái đường nào mình cũng rớt vô hết. Cái đường nào mình cũng rớt vô hết. Tự hào hay là tự ti gì cũng rớt vô, ngã mạn trói buộc này hết. Chỉ có chúng ta nhớ lại là cái pháp của Đức Phật thôi. Thôi, cái thức uống này, thức ăn này giống như là bôi trơn vậy đó, là bôi trơn cho cái cơ thể này. Hoặc là cái thức uống, thức ăn này là coi như là để mà duy trì cái mạng sống. Chúng ta không ngó ra ngoài, chúng ta không có ngó ra cái đối tượng bên ngoài, chúng ta ngó vô ở trong tâm của mình, thì mình mới dần dần mình mới đạt được những cái sự an lạc. Đó, còn thôi là không khéo là rớt vô tự hào tự ti hết. Tự hào tự ti có nghĩa là cái sự so sánh đó. So sánh đó nha. Đó, thành ra rồi. Vậy thì ngã mạn trói buộc có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là khi nào mà chúng ta vướng vào tự hào hoặc là tự ti, xuất phát từ tâm, là coi như là xuất phát từ ở trong tâm của mình ra đó. Đó là mình bị vướng vào ngã mạn. Rồi, chi pháp là tâm sở ngã mạn sanh trong bốn tâm tham ly tà. Chi pháp là tâm sở ngã mạn sanh trong bốn tâm tham ly tà. Rồi, bây giờ chúng tôi tạm dừng ở đây đi, hết thời gian rồi. Làm sao học nữa? Không biết làm sao mà học từ từ biết. Lâu quá nó cũng hết hả quý vị? Nhưng mà vui, chúng tôi cũng cảm thấy rất hoan hỷ, rất là vui khi mà giảng cho quý vị nghe về những cái chi pháp mình. Thật sự ra có mệt nhưng mà cũng rất là vui quý vị. Bây giờ chúng tôi xin được kết thúc. Với phần phước này xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và con cũng xin kính dâng cái phước này đến Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Chánh. Mong cái phước này sẽ tiếp tục làm cái pháp đồ cho Hòa Thượng sớm hoàn thành được những gì mà Hòa Thượng đã mong muốn. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vô trần, nơi chủ đức và nơi chỗ ngủ quý vị, luôn cả các vị long vương càng thật đạt, ngạ quỷ Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mạnh phước mài, chư thiên chúa diêm vương, thân bằng quyến thuộc của chúng tôi, thân bằng quyến thuộc quý vị đã quá quán, mong các vị hưởng được phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con xin điềm khuyết cho cô nghe pháp. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và nhất là sư giảng chậm chậm con được hiểu bài. Con thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư để rơm chúng con toàn đủ phước báo. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa minh hạnh từ bi phúc chúc cho đạo tràng và Nhật Quỳnh kính nơi. Cảm ơn Quang Nguyệt và Đặng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con kính dân Bích Tinh sư ạ. Kavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha na phave na sada sati phuan tu te. Kavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma na phave na sada sati phuan tu te. Kavato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha na phave na sada sati phuan tu te. Tất cả các báo ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường người cầu.